Ngay như cái phần tiêu đề em đã ghi rõ thì ba cái chiếc đồng hồ mà các bác được xem trong video ngày hôm nay sẽ là ba cái sản phẩm đồng hồ có cùng một mức giá với nhau. Thế nhưng mà mỗi một chiếc đồng hồ thì sẽ có một cái thế mạnh, một cái điểm mạnh riêng và nó sẽ phù hợp với cái nhu cầu sưu tầm hoặc là nhu cầu sở hữu của mỗi một bác khác nhau. Thì trước hết em xin được phép giới thiệu ba cái sản phẩm trong video ngày hôm nay là ba cái chiếc đồng hồ cùng xuất phát từ Pháp nhưng mà nó sẽ tới từ ba cái thương hiệu khác nhau. Đó là Odo, FR và VDS. Chắc chắn rằng bất cứ bác nào khi mà tìm hiểu về những cái chiếc đồng hồ côn cổ treo tường thì đã được nghe qua ba cái thương hiệu này thôi. Có thể nói rằng nếu như nói xét về độ nổi tiếng thì thương hiệu Odo sẽ là nổi tiếng nhất, bởi vì từ trước đến giờ đa phần những chiếc đồng hồ mà các bác được thấy từ xưa nó sẽ của thương hiệu Odo, đúng không ạ? Một trong những cái dòng đồng hồ du nhập về Việt Nam đầu tiên và được sử dụng rất là nhiều, rộng rãi. Những cái chiếc đồng hồ Odo thì như các bác có thể thấy nhá, trong cái video hôm nay em sẽ có một cái chiếc Odo 62 để mời các bác cùng ngắm nhìn đôi chút. Chiếc Odo 62 này thì về thiết kế nó sẽ có một thiết kế khá là mộc khi mà được làm từ chất liệu gỗ sồi. Các bác nhá, một chất liệu gỗ sồi nó cho một cái màu sắc vàng tươi, đúng không ạ? Bốn góc của mặt số được điểm thêm bốn chi tiết hoa văn. Và với những cái chiếc đồng hồ thuộc đời Odo 62 thì nó sẽ có một cái điểm khác biệt so với những cái đời khác, đó là nó sẽ có những cái sắc vàng cực kỳ là sang trọng. Chúng ta sẽ có ở đây là một phần mặt số bát giác nằm niềng vàng sáng, tâm màu vàng này. Thêm vào đó là mặt lắc cũng là màu vàng, rồi cho tới cả bộ kính vẽ ở phía bên ngoài nữa cũng là một cái phần màu vàng. Rất là đẹp, đúng không ạ? Với những cái bác nào mà yêu thích cái thương hiệu Odo, yêu thích cái sự gọi là nổi tiếng của cái thương hiệu đồng hồ thì chúng ta có thể thấy rằng những chiếc Odo luôn luôn là lựa chọn phù hợp với các bác. Thêm vào đó một cái nữa thì những chiếc đồng hồ Odo nó sẽ sở hữu một cái phần tiếng chuông khá là đặc trưng và được rất là nhiều bác khen ngợi. Thì khen ngợi như thế nào, tại sao lại có cái sự khen ngợi đó thì mời các bác các thưởng thức luôn cái chiếc Odo 62 này chơi chuông. Chơi chuông cực kỳ là rõ tiếng, đúng không ạ? Thì đó cũng có thể là một phần mà chúng ta chơi Odo khá là nhiều. Thì như các bác có thể thấy nhá, một chiếc Odo nó sẽ mang lại cho chúng ta là gì? Thứ nhất là thương hiệu lớn ai cũng biết. Thứ hai là gì? Một thiết kế tân cổ. Và thứ ba là âm thanh tiếng chuông. Rồi, nếu như các bác lại muốn có một chiếc đồng hồ nó sang trọng hơn một chút, nhiều sắc vàng hơn một chút, thì có thể nói rằng những cái chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu VS sẽ là thứ mà các bác nên quan tâm nhiều hơn. Những cái chiếc đồng hồ của thương hiệu VDS thì các bác có thể thấy ở đây nó rất là sang trọng, đúng không ạ? Từ một phần thiết kế thùng sẽ là thùng vân nu đối xứng. Các bác có thể thấy được rằng các cái lớp vân gỗ nu trong cái tình trạng rất là hoàn hảo và được đặt đối xứng nhau cực kỳ đồng đều. Tiếp vào đó thì những cái chi tiết hoa văn của thương hiệu VDS nó cũng được làm rất là mượt mà. Và đây chúng ta có thể thấy những cái chùm quạt người ta chạm trổ cũng rất là tinh tế và hoàn toàn đối xứng nhau, rất là cân đối, đúng không ạ? Và thêm một cái điểm nhấn nữa thì những cái chiếc đồng hồ VDS nhé, rất là nhiều những chiếc đồng hồ VDS sẽ sở hữu cho mình đó là bộ mặt số nổi như các bác đang nhìn thấy. Và những cái con số nổi này nó sẽ có tác dụng là gì? Cực kỳ là bắt sáng. Các bác có thể thấy bộ số của chúng ta có một cái màu vàng sáng bóng luôn, vàng ươm, kể cả bộ kim này nữa, bộ kim mắt ngỗng cũng được làm đồng chất liệu, rồi cho tới cả phần niềm. Đó, từng con số nổi này nó sẽ có rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất là để theo dõi thời gian thì chúng ta có thể thấy rất là dễ dàng để theo dõi thời gian này. Rồi cái vẻ đẹp thì khỏi phải bàn rồi. Những cái chiếc đồng hồ VDS thì còn được trang bị đó là một cái bộ mặt kính mo cong ở phía bên ngoài. Đó giúp cho ánh sáng phản chiếu vào những cái con số này nó sẽ bắt sáng hơn. Rất là nhiều các cái tiểu tiết nhỏ nhưng mà giúp cho bộ mặt số của chúng ta trở nên đẹp hơn. Phía dưới thì sẽ tương tự thôi, là một bộ kính hoa văn và một phần là mặt lắc tròn xoáy cũng có màu vàng. Đó. Các bác có thể thấy nhá, nó sẽ rực sáng hơn hẳn những cái chiếc đồng hồ khác khi mà có bộ số nổi vàng này. Thì mới thấy rằng nếu như các bác cùng một tầm giá, nếu như mà chơi đẹp một chút hoặc là nổi bật khác biệt mà có cái giá trị, có cái tính sưu tầm
Đó, thì những cái bộ số vàng này rất là được ưa chuộng này. Về cấu hình máy của những cái chiếc đồng hồ ngày hôm nay em quay thì đều là những cái chiếc đồng hồ máy 8, tương tự như nhau hết, đều là máy 8 và chơi lên bản nhạc Westminster. Bản nhạc Westminster là cái bản nhạc truyền thống mà mọi chiếc đồng hồ đều chơi lên. Đó. Và có thể thấy trong thùng đồng hồ thì những chiếc đồng hồ Vedet sẽ khá là đầy đủ các cái phụ kiện cho chúng ta, tay cót, ốc chốt, rồi kể cả cái phần tên thương hiệu cũng được dán tại phần lưng thùng với cần vạch chỉ ở đây. Đó, rất là đầy đủ. Cánh của những cái chiếc đồng hồ Vedet các bác để ý nhé, sẽ luôn có một cái phần giấy giới thiệu như thế này, giấy lưu ý. Đó. Rồi, đương nhiên rằng là một chiếc đồng hồ côn thì không thể thiếu được tiếng chuông. Chuông của những chiếc đồng hồ Vedet sẽ chơi rất là nhẹ nhàng, nó phù hợp với cả cái phần thiết kế của chúng luôn. Mời các bác cùng lắng nghe luôn. Rất là trong đúng không các bác? Tiếng chuông của những chiếc Vedet. Có thể nói rằng mọi chiếc đồng hồ côn cổ thì sẽ có cái tiếng chuông khác nhau thôi, nhưng mà xét chung về các cái phần thương hiệu thì những cái chiếc đồng hồ của Vedet nhá, đánh chuông rất là trong tiếng và như các bác vừa nghe. Đó, nó sẽ rất là nhẹ nhàng, du dương và vừa ngắm đồng hồ vừa nghe chuông thì thật là tuyệt vời. Còn nếu như các bác nào mà cần có một cái tiếng chuông nó vang dội hơn, nó lớn hơn một chút thì thực sự là những cái chiếc đồng hồ của thương hiệu FFR là cái điểm đến cực kỳ là phù hợp. Xét trước về phần ngoại hình thì những cái chiếc đồng hồ cũng những chiếc đồng hồ của thương hiệu FR cũng có một cái phần ngoại hình rất là bắt mắt và thu hút. Các bác có thể thấy ở đây, đây là chiếc đồng hồ FFR thùng bề vân nu số nổi. Có thể nói rằng điểm cộng của cái chiếc đồng hồ này là cái bụng vân gỗ, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy nó rất là đều nhau, các cái vân gỗ đối xứng nhìn cũng cực kỳ là đẹp. Hai chi tiết trùng quả lớn nữa, điểm ở hai bên mặt số, rồi cả cái bộ mặt số cũng là bộ mặt số nổi kim mắt ngỗng. Đây là một trong những bộ mặt số còn trong tình trạng còn rất là đẹp. Đó, các bác có thể thấy nhá, rất là đẹp. Các cái con số này nữa hiển thị thời gian cực kỳ rõ ràng. Rồi kính dưới sẽ khác hai chiếc vừa rồi, sẽ là một bộ kính tráng gương và bên trong thì sẽ là một phần mặt lắc mạng chrome trắng. Nếu như hai chiếc kia thì sẽ có nhiều sắc vàng hơn, thì chiếc này có thể nói rằng chúng ta sẽ có một cái gì đó rất là tinh khiết, đúng không ạ? Một cái màu trắng sáng, kính tráng gương, mặt số nổi, lắc chrome. Còn về phần âm thanh như em đã miêu tả sơ qua, chiếc này sẽ chơi chuông không chỉ riêng chiếc này mà tính về cái thương hiệu FFR các bác nhé, nó sẽ có những cái tiếng chuông khá là vang dội. Mời các bác cùng lắng nghe luôn. Các bác nào mà thích gọi là chơi chuông to, nhà rộng, gọi là chơi chuông làm sao để cho chúng ta có thể nghe được, hình như là báo thức, thì những chiếc đồng hồ FR nó sẽ chơi chuông có một phần âm lượng rất là phù hợp với cái nhu cầu của các bác. Cho nên đây là ba cái sản phẩm đồng hồ trong cùng một tầm giá mà đồng hồ vang vọng hôm nay muốn giới thiệu tới các bác. Đương nhiên rằng mỗi một chiếc thì sẽ có một cái điểm mạnh khác nhau, các bác có thể tùy vào cái nhu cầu của mình để lựa chọn những cái sản phẩm đồng hồ này. Quý vị và các bác có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ vang vọng theo số điện thoại là 0912011928 và 0912011947 để nhận thêm cái sự tư vấn từ bên đồng hồ vang vọng cũng như là để giao lưu các cái sản phẩm này. Xin cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video.